cách chỉnh tốc độ máy vắt sổ đầu tím Hikari có model là 6814. Đầu tiên ta mở máy lên, rồi ta nhấn giữ nút B, xong rồi chúng ta vào mật khẩu 4 con số 1. Xong bấm OK. Bấm lên cái chương trình số 12. Đây là chương trình tốc độ. Ta bấm lên, bấm tốc độ lên, tắt cỡ 5000 cũng OK. Xong rồi bấm B, rồi muốn vào chương trình trong thì chúng ta bấm giữ nút F. Tốc độ hiện tại là 5000, chúng ta bấm lên. Bấm lên 7000, xong bấm OK. OK xong bấm B, kiểm tra lại lần nữa, bấm nút F một cái, rồi tốc độ max là 7000, vậy là xong. Bấm OK vậy là xong.